Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác một con máy rửa bát Panasonic. Có mã là Panasonic PTR5. Các bác lưu ý là các cái mẫu mã của Panasonic từ TR3 cho đến TR7 đều có hình dáng giống nhau nhé. Số càng to thì càng đắt. Đắt hơn không phải vì là tính năng nhiều hơn hay là gì đâu ạ, mà đắt hơn chỉ khác nhau về năm sản xuất thôi. Còn tính năng thì y hệt. Cũng vẫn công nghệ EcoNavi, thời gian sấy hẹn giờ này, thời gian sấy này 30 45 60 này. Các chế độ rửa nhanh chậm tiêu chuẩn mạnh nhẹ khác nhau. Rửa với nước nóng 80 độ C này. Chế độ sấy riêng biệt này. Đèn báo các chu trình rửa, nút bật nguồn, tắt nguồn, nút bắt đầu rửa. Về kiểu dáng từ TR3 cho đến TR7 thì giống nhau y hệt. TR8 và TR9 thì chỉ thay mẫu mã này thôi. Kích thước thì cũng giống nhau các nhá. Chiều ngang này 55 phân. Chiều cao bọn này mở cánh ra là 65, chiều sâu là 35. Đấy. Tính năng tất cả mọi chức năng y hệt nhau hết, chỉ khác nhau về năm sản xuất. Con này bên em đã làm đẹp long lanh rồi. Đấy. Lưng liếc còn rất là đẹp này. Năm sản xuất 2011. NPTR5 các nhá. Công suất khi đun nước là 1165W này, khi bơm là chỉ có 65-80W thôi, rất là tiết kiệm điện. Mỗi một lần rửa thì hết chỉ có hơn nửa số điện một chút và 11 lít nước, siêu tiết kiệm điện nước, siêu sạch. Nước nóng 80 độ C, bốc hơi nghi ngút loang chỉ, đảm bảo chất lượng. Xếp 12 cái bát con theo đúng tiêu chuẩn này, 6 cái cốc này. Dưới này xếp bát ô tô, này, bát nhỡ này, đũa thìa, đĩa, ba tay full. Rửa với nước nóng, bọc khay đựng rác, khay đựng bột rửa nếu các bác dùng bột rửa, còn không thì các bác cứ rửa nước nóng thôi, không cần phải bột rửa, vẫn cứ sạch bình thường. Khoang này thì các bác nếu mà dùng bột rửa hoặc viên rửa các bác cứ ném thẳng vào trong này nhé, không cần phải ném vào đâu cả, hoặc là ném vào khay đây. Đấy, đơn giản vậy thôi. Cái chiếc này hiện tại giá hành cũng rất là hợp lý, trước thì khoảng trên 6 triệu rưỡi 7 triệu, bây giờ thì có 5 triệu rưỡi đấy các bác nhé, thời điểm này. Mùa hè máy rửa bát cũng giá đang rất là tốt, có 5 triệu rưỡi thôi. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, em bảo hành 1 năm. Đây, bảo hành 1 năm các bác nhé. Đây. Giá 5 triệu rưỡi chưa có biến áp, máy sử dụng điện 100V, thì các bác lưu ý là phải mua thêm một cái biến áp chuyển đổi từ điện lưới 220V xuống 100V thì mất thêm 500.000. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá 5 triệu rưỡi chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.